Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay quần lót dễ thương sẽ thử xem quần lót lọt khe có sử dụng được băng vệ sinh không nhé các bạn. Đấy, trên tay mình là có loại siêu thấm và hiện tại thì mình đang có hai loại, đây chiếc quần lót lọt khe ngọc trai đây các bạn. Còn rất đẹp đúng không các bạn? Trời, nhìn này, ôi trời ơi, siêu dễ thương luôn nhé. Đấy, thích không các bạn, nhìn xem mê luôn, đẹp mê luôn. Và bây giờ mình sẽ thử xem băng vệ sinh nha, thử mặc băng vệ sinh rồi dùng băng vệ sinh. Đây là cái băng vệ sinh siêu mỏng này. Đấy, bây giờ mình sẽ mở nó ra xem nha. Đấy, bắt đầu này. Đấy. À, chắc quá. Đấy, xong được rồi, xong rồi, xong trong này rồi mình vừa ô trong này có tận mấy miếng liền, 1, 2, 3, 4, 5 coi nhỉ, một gói bé thế mình 5 miếng. À, đây là loại siêu mỏng và đây là loại siêu dày. Loại này là dùng cho các những ngày đầu này các bạn. Đấy, những ngày đầu là phải dùng loại này mới thấm được hết này các bạn. Còn cái loại mỏng kia thì đây là mỏng này thì phải dùng khi chúng ta đã gần hết ngày thứ 6 thứ 7 đấy. Đấy. Bây giờ mình bóc mình dùng thử nhé các bạn. Đấy. Siêu mỏng luôn. Bây giờ mình thử cái mỏng trước xong rồi thử cái dày sau. Các bạn xem nó thế nào nhé, có thú vị không? Không biết là có mặc được không. Các bạn nghĩ thế nào, có mặc được không? Theo mình chắc là sẽ mặc được thôi. Ôi da, dính quá. Dính thật ạ. Rồi, bây giờ bắt đầu nha. Đấy. Bóc lớp băng dính ra. Đây là mặt ngoài, còn trong đây là mặt trong này các bạn này. Đấy. Bóc băng dính lớp mặt ngoài ra, xong nó ta sẽ dán vào trong chiếc quần lót. Lót khe ngọc trai đấy. Dán thế này nha các bạn. Đấy. Đây là bên ngoài, dán vào đây. Dán cố định vào đây. Đấy, vậy là đã xong. Ta sẽ mặc nó vào nha. Đấy. Đây là mặt trước. Đấy. Đây là hướng hướng ra trước này, mặt trước. Kia là mặt sau. Đấy. Các bạn nhìn thấy có vừa không? Rất đẹp đúng không? Đấy, vậy là đã xong. Đấy. Lớp lót khe vẫn dùng băng vệ sinh được các bạn. Đấy. Đây là băng vệ sinh siêu mỏng. Và bây giờ mình sẽ đến dùng băng vệ sinh siêu dày xem thế nào nhé các bạn. Rồi, tháo nó ra. Rồi, cắt đi. Dùng băng vệ sinh siêu dày xem nó thế nào. Đó. Những ngày đầu là các bạn phải dùng cái loại này này. Vì những ngày đầu chúng ta sẽ ra rất nhiều. Những ngày sau thì chúng ta ít ít hơn. Thì chúng ta sẽ dùng cái loại băng mỏng hơn. Đấy. Bây giờ bắt đầu xé nó ra, bắt đầu mặc nghe các bạn. Đây. Loại này siêu dày này. Dành cho những ngày đầu. Đấy, bây giờ bắt đầu bóc ra nào đấy. Đây là mặt trong nha. Mặt trong này úp vào cái cô bé này. Mặt ngoài kia thì chúng ta sẽ dán vào quần lót ngọc trai của chúng ta. To chưa? Tỏa gấp mấy lần cái băng nghìa đúng không các bạn? Đấy, đây là mặt sau, đây là mặt trong. Mặt sau này ta sẽ dán vào băng dính đấy, bóc cái lớp này dính này ra. Đó. Rồi, sau đó ta sẽ dán vào chiếc quần lót. Lót khe ngọc trai của chúng ta đã chuẩn bị. Trời, nhìn đẹp quá. Ngọc trai này mà ngọc trai thật thì bán bao nhiêu tiền thì thích. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Đấy. Xong rồi, đầu chúng ta sẽ dán cố định chặt nó vào, thế là mặc được thôi. À. Sắp xong rồi. Chút nữa thôi, đó. Đó, ta dính còn dính vào đây, dính cái mặt dính nó vào, cố định.
Đối với các loại quần lót khác thì chúng ta cũng mặc tương tự như vậy thôi. Đó. Sắp xong rồi. Đó, vậy là mình đã mặc xong rồi các bạn. Đấy. Đó, siêu to luôn. Ngày đầu chúng ta là phải dùng cái loại này mới đúng này. Đó, các bạn hãy ngắm một chút nha. Đó. Chiêm ngưỡng lại một chút. Và bây giờ mình sẽ thử mô tả cho bạn xem. Ví dụ đây là đây của chúng ta đổ ra xem nó thấm được nhiều không. Đó, mặt trong đó các bạn. Thì đến tháng là phụ nữ nó sẽ chảy ra và nó chảy hết vào đây, hút hết bằng này, to thế này thì hút thoải mái luôn. Đó. Chà, nhiều chưa? Dễ thương chưa? Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nếu video này hay và bổ ích, hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh để các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn Lót Dễ Thương xin chào và hẹn lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.